Cardano năm 2019 này thì sẽ như thế nào? Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Một trong những dự án mà nhiều bạn quan tâm tới nhất đó chính là dự án Cardano. Có rất nhiều bạn hỏi Thuận là tương lai Cardano sẽ như thế nào? Gần đây thì có những tin tức gì? Thuận có còn tin vào Cardano hay là không? Và tại sao gần đây không thấy Thuận làm video về dự án Cardano? Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về dự án Cardano và những gì có thể xảy ra trong năm 2019 này. Nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu thì Thuận thường nói tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Nhưng mà nhất là trong video ngày hôm nay, các bạn xin hãy lưu ý tới cái câu nói đó, tại vì hôm nay chúng ta sẽ nói tới một số tài liệu liên quan tới chẩn đoán giá cả của Cardano. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu. Trước hết thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ không đi vào chi tiết là dự án Cardano này là gì và các công ty liên quan như là IOSK Input Output Hong Kong và công ty Emurgo hay là Cardano Foundation. Tại vì cái T1 năm Thuận đã làm một cái video chi tiết liên quan tới Cardano. Những bạn nào mà có hứng thú thì trên màn hình của các bạn sẽ có cái link để bạn bấm vào để mà xem video đó. Nói đơn giản thì Cardano là một nền tảng có hợp đồng thông minh, có các ứng dụng phi tập trung tương tự như là các nền tảng khác như là Ethereum hay là NEO hay là EOS. Nhưng mà cách hoạt động của Cardano là rất khác. Và khi mà các bạn nhìn vào cái đội của Cardano, khi mà chúng ta đi vào team, các bạn sẽ thấy là có 3 công ty đứng sau lưng dự án này, đó chính là Cardano Foundation, Input Output Hong Kong và Emurgo. Nói về sơ bộ thì khi mà chúng ta nói tới Cardano Foundation, đây là một bộ phận chuyên về quảng bá Cardano. Còn khi mà chúng ta nói tới công ty thứ nhì, đó chính là công ty Emurgo, là một công ty chuyên về làm việc với các thương nghiệp và thúc đẩy sự chấp nhận của công nghệ Cardano đi vào những công ty đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói tới IOSK, đó chính là công ty đứng sau lưng nghiên cứu và phát triển công nghệ của Cardano. Và khi mà chúng ta nói tới cái đội của IOSK thì các bạn thấy được là CEO đó chính là Charles Hoskinson, là một khuôn mặt mà nhiều người quen thuộc khi mà chúng ta nói tới Cardano, là một người mà dẫn đầu sự phát triển của hệ thống này. Và Charles Hoskinson trước đây cũng là người đồng sáng lập ra hệ thống Ethereum cùng với Vitalik Buterin và một số người khác. Một lần nữa, những bạn nào mà muốn biết thêm chi tiết thì hãy xem cái video Thuận đã làm trước đây. Và các bạn đã thấy trên màn hình, chúng ta nhìn vào đồng Cardano ADA thì hiện bây giờ là đứng hạng thứ 12 ở trên CoinMarketCap. Giá cả hiện tại là 4 cent cho một đồng Cardano hay là 0,04 đô la. Và ngày mà Thuận làm video này là ngày 24 tháng 3 năm 2019. Những người nào mà xem video này sau này thì các bạn hãy comment ở phía dưới để ngày và để giá cả là bao nhiêu. Có thể là giá cả sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều hay là thấp hơn bây giờ rất nhiều, hoặc là Cardano sau này sẽ không còn tồn tại. Không ai có thể biết được là sau này sẽ ra sao. Đó cũng là lý do tại sao mà Thuận làm video này ngày hôm nay, để chia sẻ với các bạn một vài điều liên quan tới Cardano. Thì các bạn nghĩ là sau này giá cả Cardano sẽ cao hơn giá cả bây giờ, hay là thấp hơn giá cả bây giờ, hay là Cardano sẽ trở về con số 0? Thì trên màn hình của các bạn sẽ có một cái link để các bạn bấm vào để bỏ phiếu bầu. Hiện bây giờ các bạn thấy được là tổng số vốn hóa của Cardano là 1,1 tỷ đô la. Và khi mà chúng ta nhìn vào tổng số đồng của Cardano trên thị trường thì có thể là có nhiều bạn không hiểu khi mà chúng ta nói với đồng Cardano thì các bạn thấy được là hiện bây giờ tổng số đồng lưu thông trên thị trường là 25 tỷ đồng Cardano, gần như là 26 tỷ đồng ADA. Đây là số lượng đồng Cardano được bán đi lúc mà Cardano ICO. Và khi mà Cardano ICO thì lúc đó là không giống như những đồng khác, là không có tung ra đồng ERC20 trên mạng lưới của Ethereum, mà những người đầu tư sẽ nhận được một cái phiếu, một cái voucher, và sau đó dùng voucher đó để mà đổi ra đồng ADA khi mà đồng ADA bắt đầu phát hành. Và cái ICO của đồng Cardano này là một ICO mà phần đông những người nào mà tham gia vào là những người ở Nhật Bản. Kế tiếp khi mà chúng ta nhìn vào total supply thì tổng số hiện tại là 31 tỷ đồng ADA. Có nghĩa là nếu như mà tung ra hết cái số lượng còn lại thì thị trường có thể có tới 31 tỷ đồng ADA, và số lượng tối đa của đồng ADA là 45 tỷ và không thể có hơn con số này. Tại sao bây giờ chúng ta vẫn chưa có được cái số cao nhất là 45 tỷ? Tại vì cái số còn lại giữa 31 tỷ đồng ADA và 45 tỷ đồng ADA, cái số khác nhau đó là sau này khi mà mạng lưới chính thức được đưa ra dùng để mà làm tiền thưởng cho những người nào mà stake đồng ADA ở trên mạng lưới thông qua hệ thống cổ phần. Các bạn cũng đã thấy được là đồng Cardano và đồng Ethereum coi như là nền tảng lớn nhất mà được nhiều người biết tới nhất hiện tại. Có rất nhiều điểm khác nhau, không những là về mặt công nghệ mà còn về mặt tổng số đồng lưu thông. Các bạn cũng đã thấy là Cardano là có cái số ẩn định là 45 tỷ, nhưng mà Ethereum, khi mà chúng ta nhìn vào đồng Ethereum ở trên CoinMarketCap, các bạn sẽ thấy được là hiện bây giờ cái số lượng của đồng Ethereum trên thị trường là 105 triệu đồng Ethereum, nhưng mà không có số lượng tối đa ở thời điểm hiện tại. Sau này có thể là đồng Ethereum có số lượng tối đa khi mà đồng Ethereum thành công chuyển qua hệ thống cổ phần hay là hệ thống Proof of Stake. Trước khi mà chúng ta tiếp tục cái video này Nếu như mà bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay, thì bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký vào kênh để giúp đỡ kênh tiếp tục phát triển. Trở lại với đồng Cardano, thì đương nhiên là có một số người yêu thích công nghệ của Cardano, nhưng mà đồng Cardano được nhiều người biết tới là phần đông liên quan tới cái sự tăng trưởng về mặt giá cả. Từ khi mà phát hành đồng Cardano 3 tháng đầu tiên, giá cả đã tăng tới cái mức mà không thể tưởng tượng nổi. Các bạn thấy được là khi mà đồng Cardano mới bắt đầu được ra mắt giao dịch ở trên các sàn là khoảng 0,02 đô la, nghĩa là 2 cent. Các bạn thấy là từ tháng 10 năm 2017 cho đến tháng 12 năm 2017, các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng đã rất cao. Lúc mà các bạn thấy được là ngày 1 tây tháng 12 năm 2017, 2 tháng sau khi mà đồng này bắt đầu được giao dịch là đã tăng lên. Các bạn thấy được là từ 2 cent lên tới 12, 13 cent, nghĩa là đã tăng lên 6 lần, 600%. Và nếu mà chúng ta nói tới là đầu tháng 1 năm 2018, lúc đó các bạn thấy được là tổng số vốn hóa của Cardano là 29 tỷ. So với bây giờ các bạn thấy được là chỉ còn có 1,1 tỷ. Và thời điểm đó các bạn thấy được là con số tăng không thể tưởng tượng nổi, là một đồng Cardano, một đồng ADA đã lên tới cái mức là một đồng 15 cent. Các bạn thấy được là từ 2 cent lên tới một đồng 15 cent, có nghĩa là đã tăng lên tới cái mức là 5.650% chỉ trong thời gian có 3 tháng. Đúng là một cái sự tăng trưởng mà ít ai có thể tưởng tượng nổi. Và cũng là thời điểm này, đó chính là lúc mà nhiều người càng ngày càng quan tâm tới đồng Cardano hơn. Và phần đông là quan tâm tới giá cả của Cardano. Thực không nghĩ là nhiều người lúc mới đầu tham gia vào đồng Cardano là tham gia vào là vì quan tâm tới công nghệ. Phần đông là mọi người đều muốn tham gia vào để kiếm lời. Và cũng vì lý do đó, nhiều người rất lo ngại ở thời điểm bây giờ. Tại vì các bạn thấy được là Cardano cũng như là nhiều đồng khác đã xuống giá rất nhiều trong hơn một năm vừa qua. Các bạn thấy được là Cardano sau khi mà lên đỉnh lúc mà đầu tháng 1 năm 2018 thì đã liên tục đi xuống về mặt giá cả cho tới thời điểm bây giờ. Các bạn thấy được là một đồng Cardano chỉ có khoảng là 0,04 đô la 4 cent so với khi mà phát hành cách đây khoảng chừng hơn một năm vừa qua là 2 cent. Có nghĩa là những bạn nào mà mua lúc mà đồng Cardano mới được giao dịch ở trên các sàn thì tới cái mức hiện tại là vẫn còn lời 100%, nhưng mà phần đông mọi người đều mua cái lúc mà đồng Cardano đã tăng giá rất cao, cho nên bây giờ đã bị lỗ rất nhiều. Và khi mà chúng ta nhìn vào All Time High Coin Index thì mình thấy được là đồng Cardano tuy là cũng như các đồng khác đã đi xuống trong thời gian một năm vừa qua, nhưng mà cái sự mất giá của Cardano rất cao so với một số đồng khác. Và nhất là khi mà chúng ta nhìn vào trong cái top 20 này, đồng Cardano gần như là cái đồng mà mất giá nhiều nhất trong cái top 20. Các bạn thấy được là đồng Cardano đã mất giá 96,41% từ cái đỉnh cao là khoảng ngày 4 tây tháng 1 năm 2018 với cái mức giá là 1 đồng 18 cent. Trong top 20 này chỉ một đồng duy nhất xuống nhiều hơn đồng Cardano, đó chính là đồng Bitcoin Cash xuống 96,56%. Và câu hỏi bây giờ là đồng Cardano đã mất đi 96% giá trị trong hơn một năm vừa qua, thì giá cả sau này sẽ cao hơn giá cả bây giờ, hay là nếu như mà đồng Cardano tiếp tục đi xuống thì còn xuống được bao nhiêu nữa? Các bạn thấy đã xuống 96,41% từ cái đỉnh cao nhất giữa cái mức hiện tại, cho nên nhiều người nghĩ là cho dù có đi xuống nữa cũng không còn xuống được bao nhiêu. Nhưng mà một điều các bạn cần nên suy nghĩ tới là khi mà chúng ta từ 96% giả sử như là tiếp tục xuống 98% hay là 99% thì đồng Cardano từ 4 cent xuống còn 2 cent chẳng hạn đi, thì các bạn thấy được là tuy là tính từ cái mức cao nhất là chỉ xuống thêm 2%, nhưng mà khi các bạn tính vào tài sản hiện tại từ 4 cent mà xuống còn 2 cent, có nghĩa là đã mất đi thêm 50% tài sản của các bạn. Nhưng mà tuy đi xuống khá mạnh, các bạn thấy được là đồng Cardano vẫn giữ vị trí thứ 12 ở trên CoinMarketCap. Và cũng vì lý do là đồng Cardano tăng giá rất mạnh lúc mà thị trường đi lên làm cho nhiều người quan tâm tới. Và cũng tương tự thường cảm thấy là có một số người tại vì đồng Cardano xuống quá nhiều so với cái đỉnh cao nhất trước đây là 1 đồng 18 cent làm cho nhiều người có hứng thú về giá cả của đồng Cardano ở thời điểm hiện tại. Tại vì các bạn thấy được là nếu mà chúng ta chỉ tính đơn giản là từ 1 đồng 18 cent chia cho giá cả hiện tại của đồng Cardano, các bạn thấy là khoảng là 4 cent cho một đồng Cardano. Các bạn sẽ thấy được khi mà trở lại cái giá cao nhất trước đây là 1 đồng 18 cent thì có thể nhân lên tới 29,5 lần. Và đây cũng là một trong những yếu tố làm cho nhiều nhà đầu cơ có hứng thú với giá cả của Cardano ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những người nào mà đã mua ở cái mức cao thì rất lo ngại về mặt giá cả của Cardano. Trước khi mà chúng ta đi thêm vào chi tiết liên quan tới giá cả của Cardano thì chúng ta hãy nhìn vào một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới giá cả của Cardano. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới Cardano Roadmap, lộ trình của Cardano. Thì các bạn thấy được đây là một lộ trình rất là chi tiết so với nhiều lộ trình của nhiều dự án khác. Chúng ta cũng đã nói tới điều này trong video thường làm trước đây. Các bạn thấy được là chúng ta có thể tìm được nhiều tài liệu liên quan tới nhiều bộ phận phát triển của dự án Cardano này, và ai đang dẫn đầu của sự phát triển đó và cái phần trăm hoàn thành là bao nhiêu. Như là bạn nhìn thấy trên màn hình, giống như là nhiều bạn hỏi Thuận liên quan tới tài liệu là khi nào ví của Cardano mới được hỗ trợ bởi ví chứa lạnh Ledger, thì chúng ta có thể tìm kiếm tài liệu liên quan tới cái bộ phận đó. Thì các bạn thấy được là hiện bây giờ liên quan tới cái ví chưa lệnh Ledger hỗ trợ ví của Cardano thì hiện bây giờ đã 75% hoàn tất và đang được thử nghiệm. Và các bạn có thể bấm vào có chữ Show More để tìm thêm một số tài liệu. Và khi nào mà hoàn tất 100% thì lúc đó ví chưa lệnh Ledger có thể hỗ trợ cái ví của Cardano. Và cũng tương tự, các bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu liên quan tới nhiều bộ phận khác nhau ở trên mạng lưới của Cardano và nhiều chi tiết cho các bạn thấy được là dự án này là một dự án vẫn tiếp tục được phát triển. Và khi mà chúng ta nhìn vào thì ở trên cái trang web cardano roadmap.com thì các bạn sẽ tìm thấy một cái video liên quan tới sự phát triển của Cardano tháng 2 năm 2019. Nhưng mà một điều mà nhiều bạn nói tới là trong thời gian gần đây thấy có rất ít những cập nhật liên quan tới Cardano ở trên cái roadmap này và hầu như đã không có nhiều tiến triển so với trước đây. Thì lý do tại sao mà cái trang web này ít được cập nhật trong thời gian gần đây đó chính là liên quan tới sự thay đổi của Cardano Roadmap. Cardano Roadmap, lộ trình của Cardano sẽ được thay đổi trong thời gian tới đây, và thay đổi như thế nào thì chúng ta bây giờ chưa biết. Nhưng mà cái IOSK Summit để nói về Cardano năm 2020 thì cái đại hội Summit này sẽ được diễn ra ngày 17 tây và ngày 18 tháng 4, và khi đó thì CEO của IOSK Charles Hoskinson sẽ chia sẻ thêm tài liệu liên quan tới Cardano Roadmap sẽ thay đổi như thế nào và năm 2020 thì Cardano sẽ ra sao. Và đây là một cái hội nghị summit mà nhiều người quan tâm tới. Ai cũng muốn biết là sẽ thay đổi như thế nào so với cái roadmap trước đây, nhất là trong thời điểm mà các bạn thấy được là giá cả đi xuống. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới một số chẩn đoán liên quan tới giá cả của đồng Cardano. Và một lần nữa các bạn cần nên nhớ đây chỉ là một số chẩn đoán liên quan tới giá cả được chia sẻ ở trên các trang web. Đây chỉ có thể xem như là một tài liệu để các bạn có thể tham khảo, để ra quyết định cá nhân và không được xem đây là lời khuyên đầu tư. Và khi mà chúng ta nói tới giá cả thì chúng ta phải nhìn vào nhiều cách phân tích khác nhau. Không có một cách phân tích nào gọi là đúng. Chúng ta có thể nhìn vào phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể nhìn vào phân tích tiềm năng. Chúng ta bây giờ hãy nói tới phân tích kỹ thuật trong thời gian ngắn hạn, có nghĩa là trong thời gian khoảng chừng 3 tháng tới đây. Khi mà các bạn lên những trang như là TradingView, các bạn thấy được là phần đông, nhiều người bây giờ nghĩ là giá cả của đồng Cardano trong vòng 3 tháng tới đây là sẽ đi trong khoảng cách là giữa cái giá bây giờ, có nghĩa là từ 4 cent lên tới khoảng chừng là 7 cho tới 8 cent. Như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình, người này nghĩ là chúng ta có thể đạt được cái mức là khoảng 6 cent. Khoảng chừng là cuối tháng 4 đầu tháng 5. Một số người khác như là các bạn nhìn thấy được là Cardano Target, nghĩa là chúng ta sẽ đạt được cái mức là khoảng 8 cent, khoảng chừng là giữa tháng 5. ADA Live nghĩa là chúng ta có thể lên tới cái mức là khoảng chừng là 6 cent. Cái mức đó là cái mức mà chúng ta sẽ đạt được khi mà hội nghị IOSK Summit diễn ra. Và bây giờ chúng ta có qua được cái mức đó hay không chúng ta vẫn còn chưa biết. Và thật ra khi mà các bạn đi xuống thì các bạn nhìn thấy là phần đông thì cũng tương tự, mọi người nghĩ là giá cả của Cardano sẽ trong phạm vi mà chúng ta mới vừa nói tới, từ 4 cent cho đến 8 cent. Tuy là từ 4 cent cho đến 8 cent các bạn thấy là lên cái con số không nhiều, nhưng mà thật ra nếu chúng ta tính phần trăm, từ 4 cent mà lên tới 6 cent nghĩa là đã tăng giá 50%, từ 4 cent mà lên tới 8 cent nghĩa là sẽ có thể tăng được tới 100% trong vòng 2-3 tháng tới đây. Tuy nhiên là phần đông nghĩ là thời gian ngắn chúng ta sẽ đi lên, nhưng mà chúng ta cũng có một số người nghĩ là giá cả có thể đi xuống trong thời gian vài tháng tới đây. Như là trên màn hình các bạn thấy được là người này nghĩ là giá cả có thể là lên tới cái mức là 5 cent, sau đó sẽ đi trả cho xuống cái mức là khoảng chừng 4 cent cái mức hiện tại. Tuy nhiên các bạn đã thấy được như là trên màn hình, những người nào nghĩ là giá cả sẽ đi xuống thì không nhiều bằng những người nghĩ là giá cả sẽ đi lên trong thời gian 2-3 tháng tới đây. Nhìn vào biểu đồ của Cardano các bạn thấy được là giá thấp nhất trong vòng 3 tháng vừa qua đó chính là dưới 3 cent như là các bạn thấy ở trên màn hình. Thì nhiều người cho là trong vòng vài tháng tới đây chúng ta sẽ không thấy lại cái mức giá này. Nhưng mà những bên nào mà thích sử dụng phân tích kỹ thuật thì các bạn phải cẩn thận khi mà chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật trên những đồng như là Cardano, đồng ADA. Tại vì các bạn thấy được là khối lượng giao dịch ở trên thị trường này là rất thấp. Khi mà chúng ta nói tới đồng Bitcoin thì cũng bị làm giá rất dễ dàng. Chứ đừng nói tới những đồng như là Cardano khi mà khối lượng giao dịch thấp hơn Bitcoin rất nhiều. Khi mà chúng ta nhìn vào CoinMarketCap các bạn thấy được là Cardano giao dịch trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là chỉ có 12 triệu đô la. Khi mà chúng ta nhìn vào khối lượng giao dịch của đồng Bitcoin trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, các bạn sẽ thấy được là tới 7,4 tỷ như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình. Và 7,4 tỷ thì các bạn sẽ thấy được là nếu như chúng ta sử dụng con số 7,4 tỷ này chia cho con số được giao dịch ở trên Cardano là các bạn thấy được là 11.310.294. Thì các bạn sẽ thấy được là cái khối lượng giao dịch của Bitcoin trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là hơn cái khối lượng giao dịch của đồng Cardano lên tới 654 lần. Các bạn cũng đã thấy được là giao dịch Bitcoin còn bị làm giá rất dễ dàng. Chứ nói chi là khi mà chúng ta nói tới Cardano, chỉ cần có một tin tức mà làm cho nhiều người phấn khởi thì giá có thể được đẩy lên rất cao. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào phân tích kỹ thuật, nhất là trong thời điểm mà cái khối lượng giao dịch thấp thì các bạn cần nên cẩn thận. Tại vì giá cả rất dễ đi lên và đi xuống con số lớn. Tuy nhiên nhiều người nói là chúng ta nhìn vào khối lượng giao dịch ở trên CoinMarketCap là một cái khối lượng giao dịch mà chúng ta không thể tin tưởng được. Thì đó đương nhiên là một điều mà có nhiều dẫn chứng cho thấy những cái khối lượng giao dịch các bạn nhìn thấy trên CoinMarketCap phần lớn là những khối lượng giao dịch giả. Nhưng mà chúng ta đơn giản là chỉ so sánh khối lượng giao dịch của đồng Cardano với lại đồng Bitcoin. Đó là khi mà chúng ta nói tới thời gian ngắn hạn, còn thời gian dài hạn thì như thế nào, có nghĩa là khoảng chừng 1 năm. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào một số chuẩn đoán giá khác dựa vào một số yếu tố khác cho đồng Cardano, đồng ADA mà được chia sẻ trên nhiều trang web khác nhau. Thì mỗi một trang web, mỗi một đội sẽ có cách tính đồng Cardano khác nhau dựa theo nhiều yếu tố. Như những yếu tố chúng ta cũng đã nói tới liên quan tới cộng đồng, liên quan tới công nghệ, liên quan tới hệ sinh thái. Và các bạn thấy được là giá trị của một đồng Cardano trên mạng bây giờ là chẩn đoán là từ 1 cent cho tới hơn 10 đô la cho một đồng Cardano trong vòng năm nay và năm 2020. Chúng ta có thể bắt đầu từ Wallet Investor. Thì Wallet Investor nghĩ là từ đây cho đến cuối năm, giá trị của một đồng Cardano kết thúc năm nay sẽ là khoảng 1 cent, có nghĩa là sẽ xuống 75% so với cái giá hiện tại. Các bạn cũng đã biết được là giá hiện tại bây giờ là khoảng 4 cent. Đây đương nhiên không phải là một chẩn đoán tốt. Cái đó thì CryptoTown chẩn đoán là giá trị của một đồng Cardano kết thúc năm nay là khoảng 6 cent, có nghĩa là hơn 50% so với giá hiện tại. CryptoGround thì chẩn đoán là cuối năm nay giá trị của một đồng Cardano sẽ tăng hơn gấp đôi cái số đó là khoảng 13 cent, có nghĩa là tăng 3 lần, 300% so với giá cả hiện tại từ đây đến cuối năm. Và một trong những trang web mà dự đoán giá Cardano năm nay rất cao đó chính là Smartereum. Smartereum nghĩ là cuối năm nay giá trị của đồng Cardano là lên tới cái mức là 2 đồng 50 cent, có nghĩa là không những là trở về cái mức cao nhất từ trước tới giờ mà còn tăng gấp đôi cái mức cao nhất từ trước tới giờ. Và trong vòng 5 năm thì một đồng Cardano có thể lên tới cái mức là 10 đô la. Các bạn thấy được là 10 đô la là một con số cực kỳ cao cho một đồng Cardano. Các bạn cứ tính đi, trong tay các bạn giữ bao nhiêu đồng ADA nhân lên cho 10 đô la thì các bạn sẽ thấy được là một con số lợi nhuận rất cao. Và Smart Ethereum dự đoán giá của Cardano năm 2019 này có thể kết thúc là 2 đồng 50 cent và trong vòng 5 năm là có thể lên hơn 10 đô la là dựa vào 3 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất đó chính là đội phát triển của Cardano. Smart Ethereum nghĩ đây là một đội rất có tiềm năng. Yếu tố thứ nhì đó chính là liên quan tới công nghệ của Cardano. Smart Ethereum nghĩ là công nghệ của Cardano là một công nghệ tốt hơn là nhiều nền tảng khác. Về yếu tố thứ ba chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới cái hệ thống mở của Cardano, là một hệ thống mà sau này có thể thu hút được nhiều người tham gia vào. Và chúng ta nói Smart Ethereum tại vì bài viết này được đăng ở trên Smart Ethereum, nhưng mà bài viết này được viết bởi một người tên là Andreas Kaplan. Trở về trang web mà chúng ta mới vừa nói tới là Captain Altcoin, thì Captain Altcoin nghĩ là chẩn đoán giá trị của Cardano là bao nhiêu. Thì khi mà chúng ta nhìn vào Captain Altcoin nói là chẩn đoán giá năm 2020 thì giá trị một đồng Cardano có thể lên hơn 1 đô la tới năm 2023 nếu như mà Cardano tiếp tục tồn tại. Có nghĩa là Cardano là một nền tảng mà có sự sống còn lâu dài thì giá trị có thể lên tới cái mức là từ 5 đô la cho tới 10 đô la. Có nghĩa là trong vòng 5 năm sẽ lên tới cái mức 5 đô la tới 10 đô la. Và tới năm 2025, có nghĩa là 6 năm sau thì giá trị một Cardano có thể lên hơn cái mức là 10 đô la cho một token. Một trang web khác cũng đưa ra chẩn đoán liên quan tới giá cả của Cardano cuối năm 2019 đó chính là Oracle Times. Thì Oracle Times Pedro Bernardo nói là cuối năm 2019 này giá trị của một đồng Cardano có thể lên tới cái mức là 1 đồng 50 cent cho một token. Và chiếu cái chẩn đoán giá này là dựa vào cái sự chấp nhận của đồng ADA ở Nhật Bản. Tại vì các bạn cũng đã biết là đồng ADA là một đồng mà được nhiều người quan tâm tới ở Nhật Bản. Và lúc mà họ bán ICO thì chúng ta cũng đã nói tới là phần đông những người mua ICO là người Nhật. Và Pedro Bernardo nghĩ là trong thời gian tới đây sẽ có nhiều ADA ATM, những cái máy rút tiền và gửi tiền ATM cho mua bán Cardano rộng rãi ở Nhật Bản. Và điều này sẽ làm cho giá trị của Cardano tăng lên, tại vì cái nhu cầu của đồng Cardano sẽ ngày càng tăng lên. Thực ra các bạn thấy được là những sự đoán giá này chúng ta chỉ nói tới cho vui. Và đương nhiên là mọi người hy vọng là giá trị của một đồng ADA có thể trở lại cái mức cao như cũ, nghĩa là khoảng 1 đồng 30 cent. Nếu thực sự mà Cardano trở thành 10 đô la thì tôi nghĩ thế giới này sẽ có thêm rất nhiều triệu phú, tại vì có rất nhiều người lưu trữ rất nhiều đồng ADA hiện tại. Điều gì cũng có thể xảy ra và không ai có thể biết được tương lai. Cardano hoàn toàn có thể là trở về số 0 nếu như đây là một dự án mà không được nhiều người ủng hộ, hoặc là giá trị của một đồng ADA hoàn toàn có thể hơn 10 đô la nếu như đây là một dự án mà được nhiều người sử dụng. Nhưng một điều các bạn cần nên nhớ là thị trường này vẫn còn rất nhỏ và cái sự quan hệ về mặt giá cả với đồng Bitcoin là rất cao. Cho nên nếu như mà chúng ta nói về dự đoán giá của đồng ADA mà không nói tới là đồng Bitcoin sẽ như thế nào thì tôi nghĩ đây là một thiếu sót. Tại vì Bitcoin lên hay xuống ảnh hưởng rất nhiều đối với giá trị của cái đồng altcoin. Các bạn có thể là không thích cái sự quan hệ về mặt giá cả giữa các altcoin và Bitcoin, nhưng mà đây là sự thật. Cũng như là Captain Altcoin cũng đã nói tới, nếu như mà Bitcoin đi lên thì có hai điều có thể xảy ra. Điều thứ nhất là khi mà Bitcoin đi lên thì giá trị của các altcoin sẽ đi xuống, tại vì mọi người sẽ bán altcoin để mà dồn vào đồng Bitcoin. Và điều thứ nhì có thể xảy ra là khi Bitcoin đi lên thì các altcoin đi lên theo. Và khi mà chúng ta nhìn vào năm 2017 thì các bạn thấy được là khi mà đồng Bitcoin đi lên thì trong vòng 2-3 tháng đó là giá trị của các đồng altcoin không tăng, phần đông là đi ngang hoặc là đi xuống một phần, tại vì tiền dồn vào Bitcoin. Nhưng mà sau khi mà Bitcoin lên nhiều, và nhiều người nghĩ là nếu như mà muốn được cái lợi nhuận cao thì đồng Bitcoin đã lên quá cao, cho nên cái phần trăm tiền lời sẽ không nhiều bằng nếu như mà đầu tư vào những altcoin nhỏ hơn, có thể là lời 2 lần, 3 lần, thậm chí là 10 lần, 20 lần. So với khi mà đầu tư vào đồng Bitcoin khi mà giá cả lên cao thì có thể lời chỉ có 20% hay là 30%. Cho nên các bạn thấy được là Bitcoin đi lên trước, sau đó các altcoin lần lượt đi lên theo. Đó là khi mà chúng ta nói tới giá trị của đồng Bitcoin tăng lên từ đây cho đến cuối năm. Lỡ như mà giá trị đồng Bitcoin đi xuống thì như thế nào? Tôi nghĩ đây là một điều không tốt đối với các altcoin như là Cardano. Tại vì khi mà giá trị Bitcoin đi xuống, có nghĩa là lúc đó trên thị trường có rất nhiều người lo ngại. Thì một là mọi người sẽ bán những đồng altcoin nhỏ hơn như là ADA để mà dồn tiền vào đồng Bitcoin, tại vì nhiều người nghĩ đồng Bitcoin sẽ an toàn hơn, là một đồng lớn hơn và được nhiều người ủng hộ hơn. Hoặc là mọi người lần lượt bán để mà quy ra tiền mặt. Điều đó sẽ làm cho giá cả đi xuống. Tôi nghĩ là điều tốt nhất đối với các altcoin chính là khi mà giá trị Bitcoin đi lên, sau đó đi hàng ngang. Tại vì khi mà Bitcoin đi hàng ngang, lúc đó là những trader sẽ cảm thấy nhàm chán, tại vì không có lợi nhuận từ trading Bitcoin. Cho nên nhiều người lúc đó là sẽ dồn tiền vào các altcoin nhỏ hơn, hy vọng là được cái lợi nhuận như là họ mong muốn. Cho nên lúc đó là lúc mà các altcoin sẽ tăng lên. Thực ra những trang web này đưa ra chẩn đoán giá về đồng ADA, đồng Cardano là bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là bạn nghĩ là giá trị của đồng Cardano là bao nhiêu. Năm nay là một năm mà cũng có nhiều điều có thể xảy ra đối với mạng lưới của Cardano. Chúng ta cũng đã thường hay nói tới là cập nhật Shelley của Cardano tiếp tục tiến tới. Và chúng ta cũng mới vừa nói tới đầu video này, đó chính là liên quan tới cái đại hội IOSK Summit. Lúc đó thì Charles Hoskinson sẽ đưa ra roadmap mới của Cardano. Đây là những điều có thể làm ảnh hưởng tới giá cả của Cardano sau này. Cardano có một số điểm mạnh và một số điểm yếu. Một số điểm mạnh chúng ta cũng đã nói tới trong video thường làm trước đây, đó chính là cái đội lập trình của Cardano. Đây là một đội mà có nhiều kinh nghiệm, có cái sự nghiên cứu sâu về công nghệ kỹ thuật số. Và trong đó chúng ta có Charles Hoskinson. Các bạn cũng đã biết trước đây là làm việc ở trên mạng lưới của Ethereum, cho nên rất hiểu rõ các hoạt động của Ethereum. Và tin tưởng là cái điều thứ nhì chúng ta mới nói tới là một điểm mạnh mà nhiều nghĩ là Cardano có, đó chính là liên quan tới cái lý thuyết công nghệ. Charles Hoskinson thấy được là một số yếu điểm của Ethereum, cho nên hy vọng là lý thuyết công nghệ của Cardano liên quan tới ngôn ngữ lập trình, làm sao để mở rộng mạng lưới, đạt được sự đồng thuận sử dụng Ouroboros. Và nhiều người tin tưởng là thuật toán Ouroboros là một thuật toán mà có độ an toàn rất cao ở trên mạng lưới của Cardano. Và cái đó là cái ví của Cardano, là cái ví Daedalus. Các bạn cũng đã biết được đây là một cái ví có thể kết hợp với những công ty thứ ba, là một cái ví mà có nhiều chức năng. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là chỉ có 20% là hoàn thành. Nhưng mà Cardano cũng có rất nhiều yếu điểm. Chúng ta có thể nói tới đầu tiên là đây là một hệ thống rất mới. Giống như là ở thời điểm hiện tại là không mấy người có thể biết được là hợp đồng thông minh ở trên mạng lưới của Cardano hoạt động như thế nào. Cho tới khi nào mà chúng ta thấy được, không ai có thể đảm bảo được là đây là một hệ thống có hiệu quả và sẽ tốt hơn và được nhiều người ủng hộ hơn là những cái hệ thống đối đầu như là chúng ta nói tới là Ethereum, EOS, NEO, Lisk. Và đó chính là điểm yếu thứ hai mà chúng ta cần phải nói tới, là hiện bây giờ trên thị trường chúng ta có rất nhiều nền tảng, và vì những nền tảng này đã hoạt động cho nên hệ sinh thái càng ngày càng mạnh hơn. Đương nhiên chúng ta nói tới nền tảng mạnh nhất bây giờ chính là Ethereum. Tuy Ethereum là một nền tảng mà bị nhiều lỗi và có rất nhiều yếu điểm, nhưng mà Ethereum vẫn là một nền tảng mà có nhiều người hoạt động ở thời điểm hiện tại, với nhiều developers, nhiều công ty ủng hộ. Các bạn cũng đã thấy được là danh sách Hiệp hội Liên minh của Ethereum là một danh sách không nhỏ, với nhiều công ty rất lớn là ủng hộ công nghệ của Ethereum. Và nhất là Ethereum sẽ từ từ chuyển qua hệ thống Proof of Stake. Và những cập nhật sau này như là sharding sẽ làm cho Ethereum là một trong những đối thủ rất mạnh đối với đồng Cardano. Ngoại trừ Ethereum ra, chúng ta thấy được là những nền tảng khác như là NEO, EOS cũng là những nền tảng mà giải quyết được rất nhiều giao dịch. Tuy là những nền tảng này cũng có nhiều lỗi và có nhiều yếu điểm, nhưng mà những nền tảng này cũng tiếp tục tiến tới và có nhiều cập nhật mới, làm cho mạng lưới này được nhiều người yêu thích hơn và càng ngày càng gây dựng hệ sinh thái và cộng đồng mạnh hơn. Cho nên những đối thủ của Cardano thực sự là không ít. Và điểm yếu cuối cùng chúng ta sẽ nói tới, đó chính là chúng ta cũng đã từng nói tới đây là một cái mạng lưới mà muốn làm rất nhiều việc ở trên mạng lưới này. Và các bạn thấy được là trên cái roadmap có rất nhiều cái bộ phận, rất nhiều cái project đang được thực hiện ở trên mạng lưới này. Tuy là chúng ta nói là đội phát triển là một đội mà có nhiều người có nhiều tài năng, nhưng mà tại vì mạng lưới của Cardano là một mạng lưới hoàn toàn mới, cái đội phát triển hiện tại có đủ nhân lực và tài lực để hoàn thành cái roadmap này hay là không. Và đây là một số điều mà các bạn cần phải suy nghĩ tới khi mà các bạn ra quyết định là có nên đầu tư vào đồng Cardano, đồng ADA hay là không. Đối với Thuận thì Cardano là một dự án mà có rất nhiều tiềm năng, nhưng mà đó không có nghĩa là Thuận sẽ đầu tư hết vào chỉ có một dự án Cardano. Các bạn cũng đã biết là Thuận đầu tư vào rất nhiều dự án, tại vì chúng ta bây giờ vẫn còn trong thời gian quá mới ở trong thị trường tiền kỹ thuật số này. Chúng ta thực sự không thể nào biết được là 5 năm sau, 10 năm sau, dự án nào sẽ thật sự thành công, dự án nào sẽ thật sự là được nhiều người biết tới và sử dụng hàng ngày. Thời điểm này cũng như là khi mà chúng ta nhìn vào những năm như là năm 1995, khi mà trên thị trường có rất nhiều công ty Internet, thì làm sao mà chúng ta ở thời điểm đó biết được là sau này công ty Apple, công ty Microsoft, công ty IBM sẽ thành công. Tại vì ở thời điểm đó các bạn thấy được là ba công ty mà chúng ta mới vừa nói tới là ba công ty trong rất nhiều công ty mà đã lần lượt thất bại ở trong thị trường Internet sau này, như là AOL, Pet.com chẳng hạn. Đây là tất cả những điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Cardano. Các bạn có cảm nhận như thế nào về video này thì hãy chia sẻ ở phía dưới. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Các bạn đừng quên nhấn cái nút like. Và những bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những thông tin mới nhất. Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới cái video này. Tạm biệt các bạn.